đậu nành thì quá quen thuộc với chúng ta rồi. Đậu nành thì có thể làm ra sữa đậu nành hay là đậu hũ chúng ta ăn hàng ngày. Còn dạo gần đây thì cũng có những cái loại đậu nành được nhập từ Nhật Bản qua. Quý vị thấy là cái sớ nó mịn hơn rất là nhiều. Và chúng ta thường là chúng ta có thể cắt rồi chúng ta lăn qua với bột chiên xù rất là ngon miệng đây. Còn nếu mà nói về hạt đậu nành thì thường chúng ta thấy cái hạt khô. Còn ở Nhật thì nó còn nằm nguyên như thế này và rất tươi và chúng ta luộc lên. Rồi sau đó chúng ta có thể nhâm nhi, coi như là ăn trước khi chúng ta ăn món chính. Rất là ngon miệng quý vị. Cái hạt bùi bùi thơm thơm, tuyệt vời. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không dùng làm những cái món luộc. Hôm nay chúng ta sẽ dùng cái món đậu nành, cũng từ đậu nành nhưng mà chúng ta sẽ làm thành súp. Xin mời quý vị chúng ta cùng vào bếp để gặp chị Ngọc Hà nhé. Chào chị Ngọc Hà. Dạ chị chào Mai. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ làm món gì vậy chị Hà? Dạ món súp đậu nành Nhật Bản chị Mai. Súp đậu nành Nhật Bản rồi. Chị giới thiệu giùm Mai nguyên vật liệu để chúng ta thực hiện món này với. Món này rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần là 150g thịt gà. Nhưng các bạn nhớ là nên chọn thịt gà bỏ ra đi để loại bỏ cholesterol không tốt cho cơ thể. Và chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo đó là 150g khoai lang tây và một củ hành tây và một chút xíu ngò. Ngoài ra đặc biệt món ăn ở đây chúng ta sẽ sử dụng thêm đó là đậu nành. Hạt đậu nành này chúng ta sẽ luộc lên, bóc vỏ ra, chỉ lấy nguyên hạt thôi. Và chỉ lấy là thêm 100ml sữa tươi nữa. Thêm gia vị nữa đó là hạt nêm từ thịt, muối, tiêu và đặc biệt món ăn ở đây chúng ta sử dụng 400ml nước dùng từ xương. Rồi vậy như vậy là thực ra mới thấy cũng không, cũng đơn giản, cũng không phức tạp lắm, nhưng mà quan trọng thấy có sữa tươi thì không biết là cái món ăn này như thế nào đây. Dạ thế là cũng hơi kiểu của Nhật, thành ra chắc là cũng khác khác Việt Nam mình tí xíu đây. Dạ rồi món ăn này thì chúng ta sẽ sử dụng là thịt gà. Thì thịt gà ở đây thì Hà đã hấp lên rồi, bây giờ chị Hà nhờ chị Mai sẽ xé ra. Và đó chúng ta sẽ ướp với cả muối và hạt nêm và tiêu. Nếu mà phải xé thì thôi để mà phải rửa tay với xà bông diệt khuẩn, vì nếu không ăn ngon là một chuyện, mà không có vệ sinh thì chắc chắn là ảnh hưởng đến sức khỏe đúng rồi đấy chị Mai. Khi mà chúng ta đã nấu đồ ăn xong hay và chúng ta cũng phải là rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn để giữ an toàn sức khỏe cho cả gia đình mình đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cắt hành tây và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cắt hạt lượng hành tây ra. May xé nhỏ như vậy được không chị? Dạ, hay là nhỏ hơn? Được rồi chị. Theo những cái tài liệu mà Hà đọc được thì đó là nếu những cái súp mà chúng ta sử dụng những nhuyễn thì vào những món ăn phụ hoặc là bữa ăn sáng. Còn nếu mà những súp mà có nguyên hạt thì thường dùng làm món khai vị chị Mai. Và món ăn này Hà có sử dụng dầu ô liu để bổ sung nguồn axit béo không no. Khoai tây thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta cũng sẽ cắt hạt lượng khoai tây nha. Và đây là cũng là một món ăn có đặc trưng ở Nhật lắm không Hà ha? Dạ, món ăn này là món súp đó chị ạ. Và đặc biệt là ở đây có sử dụng nguyên liệu là đậu nành Nhật. Và đậu nành Nhật thì có tác dụng thứ nhất là ngăn ngừa ung thư này. Rồi đặc biệt là nó sẽ ngừa loãng xương. Tại vì hạt đậu nành có chứa rất nhiều là canxi đó chị Mai. Dạ. Ngoài ra chúng hạt đậu này hay các loại đậu đều chứa nhiều vitamin B1 rất tốt cho da và tóc nữa đó. Dạ. Và mới thấy là còn kéo dài tuổi thọ nữa người Nhật á. Theo thống kê là sống lâu nhất thế giới, kể cả nam cũng nữ, cũng như là nữ, mà người ta cũng nói là có lẽ là bởi vì họ sử dụng rất là nhiều đậu nành. Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mở bếp lên sau khi chúng ta sơ chế thực phẩm xong. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ướp hạt nêm từ thịt này. Chị Mai ướp giùm Hà là 1/2 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt. Rồi. Và đây là hạt nêm từ thịt mới mà được tinh luyện từ xương cũng như là từ phần thịt là ngon nhất đó phải không? Dạ, dạ. Rồi, rồi chị lấy giùm Hà 1/2 muỗng cà phê muối thôi chúng ta ướp vào. Rồi. Và thêm với là một chút xíu tiêu thôi để tạo vị thơm. Hạt nêm từ thịt mới này, với lại tiêu này, với lại muối. Dạ. Chúng ta sẽ trộn đều. Dạ, rồi, chúng ta để cho Mai là hôm nay đó, chị Hà tiếp tục nhé. Rồi, và chúng ta sử dụng một cái nồi để phi hành thơm lên. Trong các món ăn thì lượng chất béo thì chúng ta cũng cần hạn chế đi. Ở đây Hà chỉ sử dụng khoảng độ 10g dầu ăn. Và món ăn này Hà dành cho 2 người, nên là mỗi người sẽ chỉ ăn 5g dầu ăn. Rồi. Tính người như từng giọt một. Rồi. Rồi, tại vì nếu mà đầu bếp nấu ăn thì sẽ để ý rất là nhiều về món ăn cũng như là một phần dinh dưỡng. Nhưng mà đối với kỹ sư dinh dưỡng thì cái chuyện dinh dưỡng là phải hàng đầu rồi đó. Rồi, sau đó phải thì tốt cho sức khỏe. Chúng ta cho hành tây vào ha. Vào phi cho thơm.
Vậy là Mai cũng có thể dự dựng lại ở nhà của Hà, thì nếu mà Hà nấu ăn thì cả gia đình ai cũng khỏe hết á. Dạ. Tại chắc vì chắn là tất cả tính lượng calo hay là canxi hay là lượng chất béo Hà đều lường hết cho mọi người đó. Như vậy thì căng lắm, lên tự nhiên là có bé nào mà hơi béo phì tí ở nhà Hà mà vừa cây kem lên cầm cái kem nó út chết không được ăn 150 calori. À, sao thế? Phải căng ngăn ngay lập tức đó. Dạ. Chúng ta sẽ phi hành với cả dầu ô liu cho thật thơm lên. Chị Mai thấy ngay mùi thơm chưa? Dạ, khi mà hành tây sẽ được chín sơ rồi, chúng ta làm gì tiếp? Dạ, hành tây chúng ta để chín sơ rồi. Chúng ta sẽ cho hạt, cho nước gừng dùng vào. Nước dùng này là chỉ khoảng độ là 400ml thôi ạ. Dạ. Là tính ra là hai chén ăn cơm của mình là 400ml ạ. Rồi. Sau khi mà đun sôi thì sẽ bỏ khoai tây vào. Bỏ khoai tây trước khi sôi để cho khoai tây chín luôn. Thầm khoảng độ là 20 phút rồi thì khoai tây sẽ mềm và chúng ta sẽ đem đi xay. Hà đã chuẩn bị sẵn rồi này. Trong nồi này có là thứ nhất là có khoai tây này, thứ hai là nước xương hầm này, và bây giờ thì tiếp theo và hành tây nữa. À đúng rồi, hành tây nữa, hành tây phi thơm rồi. Và còn một cái nữa đó là dầu ô liu nữa. Chúng ta đun sôi đi nha. Sôi và còn nguyên liệu quan trọng nhất ở món ăn này đó là hạt đậu nành. Hạt đậu nành thì chúng ta có thể mua ở siêu thị. Thì hạt đậu nành này thì về chúng có thể hấp lên hoặc là luộc lên trong vòng từ 3 tới 5 phút thì hạt nó sẽ mềm và rất là thơm. Rồi bây giờ sau mình tách ra mình đúng rồi như thế này ha. Tách ra bỏ hạt đi. Rồi sau đó thì Hà sẽ bỏ vào đây. Nước đã sôi rồi đó chị Mai. Rồi cuối cùng mong đợi của hai chị em mình cũng đã thành được đây. Đây bây giờ, rồi bây giờ cho gà vào ha. Chúng ta sẽ cho gà vào. Gà đã ướp rồi. Đúng rồi. Thế lát thì chúng ta nêm lại, nêm vừa vừa thôi ha. Dạ. Rồi chúng ta sẽ và còn một cái nguyên liệu tiếp cuối cùng đó là sữa tươi. Và các bạn sử dụng là 100ml sữa tươi. Cho vào. Và chúng ta chỉ đun sôi lại thôi. Nếu chúng ta đun lâu quá trên bếp thì nước sữa tươi nó sẽ không còn ngon và mất giá trị dinh dưỡng rất là nhiều. Chúng ta sẽ nêm lại này. Chúng ta sẽ cho thêm là một muỗng cà phê hạt nêm từ thịt, sẽ là sự kết hợp giữa thịt thăn này, xương ống trong nhiều giờ thì sẽ làm cho món ăn, món súp này thêm hoàn hảo đó. Rồi tiếp theo đó chúng ta sử dụng thêm là một muỗng, 1/2 muỗng cà phê muối nữa và một chút tiêu nữa. Thường thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta ăn bằng chén, nhưng mà có thể là đối với người nước ngoài, người châu Âu thì có khi họ ăn bằng cái đĩa mà cái lòng nó hơi sâu một tí. Dạ. Phải không chị? Và món ăn này là dành cho bữa sáng nên là chúng ta cũng là số lượng sẽ nhiều hơn những món ăn khai vị của mình đó. Dạ. Dạ. Một cái muỗng chị. Đây. Đây. Chị Mai thử trước ha. Nhưng mà trước khi mà chị Mai thử á thì chị Mai phải cho một chút xíu ngò vào thì nó mới thơm, nó mới dậy mùi lên nha. Mai thấy là thơm thơm, béo béo. Dạ. Và khi mà ăn phải những cái hạt ăn những cái hạt đậu nành á thì rất bùi bùi. Dạ. Mà lại có thịt gà lại dai dai nữa, hấp dẫn. Món ăn mà có đầy đủ cả có thể là màu sắc cũng đẹp nữa. Mà Mai tin chắc rằng những người mà những em bé của chúng ta là mê lắm. Dạ. Và những người trong nhà chúng ta nếu mà có những người lớn tuổi thì có thể sử dụng món này thường xuyên. Dạ. Mà lại tốt cho sức khỏe. Dạ. Cảm ơn chị Ngọc Hà rất là nhiều. Thưa quý vị, món súp này thì rất là đơn giản phải không quý vị, mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Nếu như trong nhà chúng ta mà đại gia đình rất là đông người, có trẻ em, có người già, thì đây là món ăn thật là hoàn hảo đối với gia đình của chúng ta.